乐透半天，派对半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，愿你每天家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，让你出发好每一天。未见光辉的，em bị sao vậy? Đừng có khóc lóc nữa có được không? Bị con chó của bà Trần ức hiếp luôn. Đúng vậy, hôm nay chị ấy về thì gặp lúc bà Trần dẫn chó đi vào. Con chó của bà Trần á, vừa mới gặp dì ba thôi là liền xông tới liếm láp liền luôn đó. Nhìn thấy con chó bà ấy dễ thương nên mới chơi với nó. Ai ngờ con chó đó nó bị điên, xông tới cắn túi xách của em, cào tới cái túi em như vậy. Bây giờ ra nông nổi này luôn rồi. Có lộn không vậy? Con chó của bà Trần thiệt là nó có cắn trúng em không? Bà Trần đó không biết dạy con chó sao? Bà Trần là như vậy mà, thả chó không bao giờ dùng dây xích lại đâu. Không dùng dây xích cũng được, quan trọng là chủ nhân của con chó phải dạy nó biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm chứ. Rõ ràng là bà Trần không biết cách dạy con chó rồi mà. Bà Trần không có để mới nói thôi, bà ấy cứ để con chó đi ị đi tè khắp nơi, lại cắn phá đồ đạc người khác, đúng là vô giáo dục. Cậu nói ai vô giáo dục hả Công Diệp? Bà Trần, bà đến đây từ hồi nào vậy? Chú nhìn thấy bà Trần bước ra từ căn phòng của anh hai. Em trai em nói cái gì vậy? Từ trong bếp bước ra đó. Bà Trần lên đây mượn chai nước tương, bé Tư mở cửa cho bà ấy. Đúng vậy, bà ấy tới lâu rồi nên tưởng bà ấy đi về rồi. Thằng quỷ Cùng Dịp này dám nói tôi không biết dạy dỗ con chó. Tôi thương con chó đến mức nào cậu có biết không? Tôi hận cậu. Thôi giờ nhanh đi, về nhanh đi. Cùng Dịp, bà Trần giận cậu thiệt rồi. Con chó bảy làm hư túi sách của con còn chưa bắt bảy đền. Hey, khổ nhất là cái chai nước tương đó, một đi không trở lại. Ừ, chai nước tương đó là chai mới đó. Chú Căng, lần sau cô lên đây sẽ mua chai mới cho chú. Cảm ơn. Vậy cái túi sách của em, anh sẽ mua cái mới cho em chứ. Anh sẽ đến cửa hàng hỏi xem cái túi của em có sửa lại được không. Thì cũng được. Trời mưa rồi, bà lên trển lấy quần áo mới được. Không cần đâu ba, con dọn vô rồi. Bé khủng trên sân thượng đó. Nè, mau lên đó chắc nó xuống đi. Đừng để nó bị ướt. Cái con hùng bé này chỉ một phát thôi là nhào tới Cung Diệp liền. Đây đâu phải lần đầu, lần trước sấm sét nó cũng vậy đó. Chú muốn ôm nó không chịu, cứ nhảy lên người Cung Diệp. Bé đúng là người nhà không theo lại theo người ngoài. Vậy thì phải xem lại bản thân, chắc chắn không cho nó được cảm giác an toàn. Cung Diệp chị khác, nhìn xem nó bám Cung Diệp kìa. Chứ gì nữa, bé lát nữa chơi banh với mày nha. Coi đi. Coi đi. Nếu mọi người cũng thích thì có thể tới phòng bảo vệ để mà xem hiện vật đó. Trần mặt sắc làm gì vậy? Cổ phần bảo vệ kinh doanh gì hả? Chắc là vật thất lạc quá 3 tháng không ai đến nhận nên đem ra đấu thầu đó. Cũng đâu lý nào kêu bộ phận bảo vệ xuống đây kiếm khách chứ. Phải đó. Phòng bảo vệ chúng tôi đang có buổi đấu giá. Quan ngày mọi người vậy? Đến đấu giá nha. Là con chó nè. Chà, chó Labrador cao to đẹp trai ngầu lắm đó. Ai để con chó lại công ty kỳ lạ vậy? Nó không phải bị ai bỏ quên đâu. Bộ phận bảo vệ của chúng tôi làm theo yêu cầu của Lôi Công, mua nó về để làm chó tuần tra đó. Sao mua về rồi lại không cần nữa vậy? Chó tuần tra không biết tuần tra thì để lại làm gì nữa? Không phải chứ, loại chó này rất thích hợp làm cảnh khuyển hoặc chó nghiệp vụ phát hiện ma túy. Tại mọi người không biết cách huấn luyện thôi. Chúng tôi đã học qua các lớp huấn luyện các loài chó khác nhau nhưng vẫn không dạy được nó. Nên tôi đã kiến nghị Lôi Công đừng dùng con chó này nữa. Hy vọng con chó có thể tìm được người chủ thật sự cho nó. Cung Diệp, anh thích nuôi chó lắm mà, hay đi xem thử. Lúc nhỏ anh sống trong căn nhà rộng lớn, quả thật đã từng nuôi con chó chăn cừu Đức. Nhưng mà từ lúc nó mất rồi thì không còn nuôi nữa. Nhưng mà nếu cảm thấy có duyên với nó cũng sẽ suy nghĩ lại. Sếp Trần có tin vui. Chú và mới viết một tấm xét lớn, đó là nhận nuôi con chó đó. Cao hơn giá chúng ta đưa ra gấp 5 lần luôn đó. Là bao nhiêu tiền vậy hả? 100.000 đô lận đó. Không phải chứ. Chúc mừng nha. Lát nữa chú có thể trực tiếp dẫn con chó đi rồi. Lúc nãy tôi tới phòng bảo vệ xem con chó, vừa ngoan vừa dễ thương. Dạo này tôi cũng muốn nuôi chó để mà bầu bạn đó. Tiền bạc không có thành vấn đề đâu, quan trọng nhất là có duyên với nhau đó. Vậy lát nữa chú Giai có thể đến phòng bảo vệ hoàn thành thủ tục, có thể dắt con chó đi. Lát nữa tôi tới liền. Cha chịu con, chơi thiệt đó. Dễ thương không hả? Vậy chứng tỏ anh và con chó không có duyên với nhau. Tôi muốn gặp Trần Mặt Sát để bàn về vấn đề công việc ở Plaza.
Sếp Trần hả? Có chút việc mới ra ngoài rồi. Anh đợi một chút nha. Ý, hello, con chó. Một lấy một, không có được vô lễ đâu. Đây là người một nhà đó. Không có sao đâu, nó chào hỏi tôi thôi. Một lấy một phải không? Một lấy một, ngồi. Bắt tay. Vậy con chó này giao cho anh đó, không vấn đề. Ý, một lấy một, chúng ta đi thôi. Andy, là anh sao? Không phải là chú Giai hả? Phải, nhưng mà đúng lúc này nhà của chú Giai bị người ta mắng vốn cái máy lạnh bị chảy nước, phải dựng dàn cháu sửa chữa. Chú Giai thấy bụi bay lung tung, không thích hợp đón con chó về ở đó, cho nên mới nhờ tôi nuôi tạm mà thôi. Tính ra tôi cũng muốn mua con chó này rồi, nhưng lại chậm hơn chú Giai một bước. Không ngờ con người của anh cũng yêu động vật quá. Đúng vậy, tôi thích nuôi chó lắm, loại nào tôi cũng từng nuôi qua hết, chỉ có loại này là chưa nuôi bao giờ mà thôi. Vậy nó theo anh về đánh lộn với mấy con chó kia thì sao? Đánh gì chứ, mấy con chó đó chết hết rồi. Chết hết. Yên tâm đi, tôi đã rút ra kinh nghiệm từ những lần thất bại đó rồi. Lần này đảm bảo không chết nữa đâu. 101 về nhà thôi con. Khoan đã, tôi cảm thấy 101 không muốn theo anh cho lắm đó. Tôi sợ người lạ lắm. 101 này á, theo tao về nhà tao cho mày ăn sô-cô-la nha. Sô-cô-la? Anh cho con chó ăn sô-cô-la sao hả? Bộ chó không ăn được sô-cô-la hả? Tôi ăn gì nó ăn đó thôi. Hèn gì anh nuôi con chó nào cũng chết hết, không có kiến thức gì hết. Đừng mặt sắc à, con chó này đừng để nãy nuôi. Nói với chú Giai, con chó này để tôi nuôi tạm cho. Nặng quá à. Sao không đặt hàng kêu người ta giao tới? Người ta giao hàng thì phải đợi tới 2 ngày đó. Đồ của Lucas chuẩn bị càng sớm càng tốt. Lucas, ai đặt tên cho con chó rồi hả? Đúng vậy, tên 101 nghe không có tình cảm gì hết. Tên Lucas nghe hay hơn mà. Anh hỏi ý của chú Giai rồi, chú ấy cũng thích. Anh mua nhiều đồ như vậy, chú ấy có nói sẽ trả lại cho anh không đó? Mấy thứ này là anh tự ý mua mà, sao lại có thể đòi chú ấy trả lại? Anh mua nhiều đồ tốt như vậy, anh chỉ là người nuôi tạm thôi. Căn nhà tạm thời thì không thể vừa ấm áp vừa vui vẻ sao? Để cho con chó cảm thấy vui vẻ, chỉ có gia đình là nơi ấm áp nhất. Alo, Trần Mã Sắc, có thể tới đón rồi hả? Ok, tôi tới liền, bye bye. Nè, ngày mai anh cũng đến công ty mà, mai mới đón đi. Anh muốn sớm giao lưu tình cảm với Lucas mà. Em không cần phải đợi anh đâu ha. Em nói với chú Căng, tối nay anh không đến ăn cơm. Bye bye. Ờ, bye bye. Nè, sao Cung Diệp còn chưa đến vậy? Mọi người đã ăn xong rồi, đồ ăn của anh ấy cũng nguội rồi. Cung Diệp ít khi như vậy lắm. Ê, xin lỗi nha. Tôi tới trễ rồi, xin lỗi. Mặt của anh bị sao vậy? Tại Lucas đó, không sao đâu. Hôm qua sau khi đón nó về nhà đang yên đang lành. Lucas, đây là nhà mới của mày đó. Mày có thích không hả? Cho. Mới đây mà ăn gần hết rồi hả? Có đói tới như vậy không? Ê, đừng có sợ. Mấy con khủng long trong TV là giả đó. Nó không có ăn thịt mày đâu, con ngốc. Buồn quá, đi ăn chè với em không? Ok, mày đợi tao nha. Ôi trời, là cái gì á? Lucas! Ê, ê, mới làm rớt gì vậy? Cái này sao bây giờ nó lại biến thành như vậy chứ? Lucas! Nghiêm trọng đến vậy sao? Hôm qua anh đã bắt nó giảng đạo hết nguyên đêm, không ngờ cuối cùng nó cào trại mặt anh luôn. Mới có một khoảng thời gian ngắn thôi mà anh tưởng con chó sẽ nghe lời của anh sao? Chính xác, chủ mới môi trường mới cũng cần thời gian để thích nghi mà. Anh Hai à, anh cho nó xem phim khủng long, bây giờ anh còn ngồi đây đã là kỳ tích rồi. Mọi người nói như vậy có nghĩa là tôi đã sai hả? Ừ, không phải vậy, không phải vậy. Ăn sáng trước đi. Thật ra trước kia Bebe khi mới đến nhà em thì cũng đi bậy khắp nhà hết đó. Hả? Bebe ngoan lắm mà cũng vậy hả? Ờ. Vậy mọi người huấn luyện nó bằng cách nào? Thường xuyên dẫn nó đi gặp mấy con chó khác để nó biết một con chó phải như thế nào mới đúng. Đúng vậy, Cung Diệp. Hay là cậu dẫn Lucas qua nhà chơi chung với Bebe đi. Bebe ngoan vậy không chừng có thể dạy Lucas có hành vi đúng đắn hơn nữa. Con về rồi. Quá, sao dưới đất toàn rác không vậy? Cung Diệp á, dắt con chó qua đây chơi với Bebe. Ai ngờ tụi nó cái gì không chơi lại chơi rác ở trong bếp không vậy đó. Không thể nào đâu. Trước giờ Bebe biết trong bếp nguy hiểm không vô bếp chơi đâu. Bình thường cũng đâu có núp dưới bàn lâu như vậy, không chịu bước ra đâu. Bebe à, Bebe à, mau ra đi. Lucas,
Lucas. Wow. Rồi. Hả? Cái gì vậy? À, qua là đôi giày phiên bản giới hạn của con đó. Hả? Bị rách rồi. Trời, không lý nào. Ngày thường á, bé biết con rất thích mấy đôi giày này, nó sẽ không cắn đâu. Thì bởi mới nói nó giao dùng với đám bạn xấu. Khùng bé, ra đây cho tao. Khùng bé, mau ra đây. Mệt quá đi. Cuối cùng cũng xong rồi. Phải Thành An đâu rồi? Đem đôi giày của mình lên sân thượng và tưởng nhớ về nó rồi. Có khi nào An nó suy nghĩ bậy bạ rồi kết liễu cuộc đời không? Yên tâm đi, Bé biết lỗi rồi, đang định Thành An trên đó. Còn Cung Diệp đâu? Cung Diệp đang ở trong phòng của tụi con, nói là phải tiến hành giáo dục tư tưởng cho con chó. Giáo dục tư tưởng có được hay không đó? Để xem sao. Hôm qua đó coi đi. Ngồi xuống. Tao kêu mày ngồi xuống, mày có biết ngồi xuống hay không hả? Đứng yên, đứng yên, đứng yên đi. Tại sao lại không nghe lời vậy chứ? Nè, mày còn dám hung dữ với tao nữa hả? Tao mặc kệ mày đó. Anh ra đây vậy con chó làm sao? Để cho nó tự mình suy nghĩ lại. Hả? Em có nhiều túi sách hàng hiệu trong đó lắm đó. Tôi cũng có nhiều sách lắm. Không sao đâu. Túi sách của mình. Sách của mình. Cậu cũng có ngày hôm nay. Ê, bà Trần, bà lên đây hồi nào vậy? Trước kia bà ấy đem rau phơi trên sân thượng của mình, bây giờ bà tới lấy lại. Tôi nhìn thấy hết rồi. Tưởng cậu huấn luyện chó hay lắm, thì ra cũng giống như con chó của tôi thôi. Dạo này công việc bận lắm sao? Sao không ăn cơm mà ngồi làm việc vậy? Bộ dạng cậu ấy bận tới nỗi không có thời gian ăn uống luôn đó. Anh ấy có làm việc gì đâu. Anh ấy đang giao lưu với đám người nuôi chó, ép mọi người vô group WhatsApp trao đổi cách huấn luyện chó đó. Con chó của công việc còn hư hỏng lắm hả? Ê, không phải là hư hỏng, vậy là tôi và nó chưa thể dung hòa. Mary Hùng à, thứ bảy này anh không rảnh đi xem phim với em đâu. Tại sao vậy? Tại vì trong group hội nuôi chó có một người giới thiệu một nhà ngoại cảm động vật cho anh. Người này ở bình thường đông khách lắm, bây giờ nhờ giả người khác nên anh mới được hẹn. Thứ bảy này anh phải đưa Lucas tới đó. Trước kia anh đâu tin mấy chuyện này chứ. Bây giờ cũng không tin đâu. Nhưng mà khi anh gửi hình sang đó thì nhà ngoại cảm đó đã nêu ra hết tất cả vấn đề của Lucas. Ông ấy nói có thể căn nhà đó không hợp với nó. Nếu như chuyện này là thật, có thể anh phải chuyển nhà. Hả? Này, không phải vậy chứ. Cậu chỉ nuôi giùm chú Giang khoảng thời gian thôi, không được thì trả cho chú Giang. Trả cái gì cho tôi vậy? Cung Diệp nói là muốn trả lại con chó cho chú. Cậu không muốn nuôi nữa hả? Mà nhà tôi vẫn chưa sửa xong. Cậu không nuôi chứ còn cách đưa nó tới khách sạn chó ở một thời gian. Chú Giang à, chú không cần phải nghe lời họ đâu. Tình cảm của tôi và Lucas rất tốt đó. Vậy tốt quá rồi, tiếp tục trông vào cậu đó nha, cảm ơn ha. Nè Cung Diệp, anh có ổn không vậy? Đúng vậy đó, nó thường xuyên cắn phá đồ đạc của anh đó. À, tôi biết rồi, có lẽ nó bị ngứa răng. Này nè, ngứa răng thì đơn giản rồi, cậu cho nó ăn kem đi, được đó nghe. Hả? Chó ăn kem được không đó? Lần trước bé ngứa răng nên cắn phá đồ đạc lung tung. Chú cho nó ăn kem xong thì nó núp ở trong ổ 2 tuần lễ cũng không chịu ra đó. Thì ra là chú hả? Nè, vậy Cung Diệp có thể thử đó. Được sao? Ngay cả nhà ngoại cảm động vật mà anh cũng thử rồi. Thử thêm cách quên nhân thì cũng đâu có sao. Cứ mua ly kem cho con chó ăn đi. Cũng có khả năng thành công. Vậy con chó của anh còn vấn đề gì nữa không? Con chó cậu ấy tự ăn phân của mình đó. Cái gì chứ? Cậu nói cậu nhức đầu vì chuyện này lắm mà. Hay do nó không thích hạt của anh mua cho nên ăn không no, tự mình ăn phân của mình thôi. Có chuyện này nữa sao? Vậy anh mau mua thức ăn kiểu khác đi. Vậy tôi lên mạng đặt hàng cái đó. Nè, cậu à, lấy điện thoại của cậu chụp mấy tấm hình đẹp cho con. Con muốn đăng lên mạng để giả danh viên biết sự lợi hại của con. Tính ra phải giác tôi con chó, giải thưởng này là của nó mà. Cậu yên tâm, con đã thưởng cho Nikita. Con đã đặt lịch spa thú cưng cho nó. Wow, con thật không ngờ Nikita lần đầu tiên tham gia cuộc thi tài nghệ thú cưng đã giành được giải nhất rồi. Con chó của giải danh viên được huấn luyện từ lâu, đợt này là hạng chót. Ê, sợ con luôn, để con chụp chó. Mary Hùng, trước kia em từng chăm sóc cho Nikita của đại tiểu thư mà phải không? Nghe nói con chó đó cá tính lắm hả? Lì lợm lắm, kêu nó đi sang trái thì nó nhất định phải sang phải. Vậy mà cũng đoạt giải sao? Anh làm gì vậy? Ok. Chúc mừng đại tiểu thư. Cảm ơn. Đại tiểu thư đúng là lợi hại, có thể huấn luyện Nikita đoạt giải thưởng. Có thể chỉ cho tôi cách không?
Tại vì dạo này tôi cũng nuôi con chó. Nguyên nhân đơn giản lắm. Vì Nikita của tôi giỏi. Thêm vào đó, chủ nhân của nó có cái nhìn sâu sắc, cho nó đi học ở Scotlandia nổi tiếng nhất thế giới, đào tạo thú cưng 5 sao. Đào tạo thú cưng Scotlandia. Vậy có nghĩa là phải đưa nó tới đó à? Cái tên nghe đã hiểu rồi. Không lẽ là Trung Hoàng sao? Không phải đâu, có chi nhánh ở Hồng Kông rồi. Thật sao hả? Nhưng mà không dễ dàng được nhận vào đó đâu. Phải có người nổi tiếng giới thiệu thì họ mới suy xét lại. Vậy đại tiểu thư có thể giúp đỡ tôi không? Làm phiền đại tiểu thư. Anh năn nỉ tôi hả? À phải. Thì được thôi, để tôi giúp anh. Cảm ơn đại tiểu thư. Nè, ở đây có vẻ hoành tráng lắm đó. Đại tiểu thư cũng đưa Nikita đến đây mà, đương nhiên rồi. Ê, hai người là Linda giới thiệu tới đây có phải không? Đúng vậy. À, xin lỗi nha, lúc nãy tôi có tiết dạy ở trong đó. Không sao. Đang dạy hả? Sao không nghe tiếng chó sủa vậy? Đúng vậy, bây giờ tụi nó đang học lớp nâng cao. Trước đó tụi nó đã học các lễ nghi cơ bản rồi. Tụi nó không có sủa bậy đâu. Sau này con chó của hai người cũng sẽ như vậy đó. Có khi sẽ giống như là các anh chị khác, đạt được giải thưởng quốc tế nữa đó. Wow. Ngồi xuống. Chó. Trời. Con Diệp, con chó của anh ngoan quá. Đây, tao mời mẹ ăn xương heo nha. Để tôi. Ngồi yên. Ngồi yên nha. Ngồi yên. Ý, con Diệp không ra lệnh cho nó ăn. Nó thật sự không ăn. Con Diệp kêu nó ngồi yên, làm sao nó dám nhúc nhích chứ. Hey, con cũng giống y vậy đó. Ok, Lucas, ăn đi. Diệp à, cậu làm sao mà nó ngoan dữ vậy? Giờ làm sao kêu cậu trả lại đây chứ? Hay là cậu nuôi nó luôn đi? Như vậy thì kỳ quá. Không sao đâu, cậu cứ nuôi đi. Vậy à, vậy thì cung kính chỉ bằng tuân lệnh. Tôi muốn hỏi một khóa học tầm bao nhiêu tiền học phí? Từ sơ cấp cho tới cao cấp khoảng tầm bao nhiêu đây? Mắc gì, đủ tiền để học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tôi đóng tiền. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bé ba ơi. Dạ, ba. Hôm nay được nghỉ sao con không đi hẹn hò vậy? Con muốn ở bên ba hơn mà. Ngồi đi. Với lại hôm nay cung Diệp bận dắt chó đi học rồi, không có thời gian cho con. Wow, lại đi học sao? Hôm qua nghe con kể là đi học rồi mà. Dì ba, theo như lời dì nói, tần suất cung Diệp dắt chó đi học là cách ngày, mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ, còn thứ bảy chủ nhật từ sáng 9 giờ tới chiều 5 giờ hả? Con ăn đi. Wow, sao anh ấy giống như quái vật phụ huynh cứ ép con mình đi học ở trung tâm của em? Như vậy có phản tác dụng hay không hả? Hả? Sao rồi Lucas, nó đi học sao rồi? Không biết nữa, nó ở trong đó anh đâu có được vào. Nhưng mà dấu đó cũng lâu rồi, thấy im ru à, không có sủa. Anh nghĩ chắc nó giống như thầy đã nói, đã đạt đến trình độ cao nên không sủa. Đau quá. Chết rồi, trời ơi, điên quá. Mau gọi xe cấp cứu giùm tôi đi. Có chuyện gì vậy thầy? Con chó của anh cắn tôi đó, nó hết cứu được rồi. Nó cắn anh? Không lý nào như vậy, nãy giờ thấy nó cũng ngoan, im lặng lắm mà. Đương nhiên rồi, vừa tới nơi thì nó đã ngủ rồi, vừa ngủ dậy thì cắn tôi. Tôi không có khả năng huấn luyện nó nữa. Phiền anh rút lại học phí giùm tôi đi. Anh xin lỗi anh nha. Nè, Lucas, sao lúc nãy mày lại như vậy hả? Hey, cũng may là người ta không truy cứu đó. Nếu không thì mày có nguy cơ đem đi tiêu hủy đó. Quá, sao con chó dữ quá vậy? Trời, chắc chắn là chủ nó không biết dạy rồi. Bà nói gì vậy chứ? Bà dựa vào đâu nói tôi không biết dạy nó? Bà có biết tôi bỏ ra bao nhiêu tiền cho nó học lớp huấn luyện hành vi tốt nhất? Tôi mua loại thức ăn chó tốt nhất cho nó ăn, mua mẫu nhà đẹp nhất cho nó ở để nó vui vẻ thoải mái. Tôi thương nó đến mức nào bà biết không? Đồ điên. Dám nói tôi không biết dạy chó, cậu có biết tôi thương nó đến mức nào không? Tôi ghét cậu. Cùng Diệp. Bà Trần, bà thương con chó bà thật nha. Loại nước cốt gà dành cho chó không bao giờ có khuyến mãi mà bà cũng mua cho nó nữa. Tại cậu cứ xem bề ngoài, mà trước đây tôi cũng như cậu thôi. Giống tôi hả? Có u mê giống như tôi bây giờ không? Trước đây vì tôi muốn dạy cho nó ngoan ngoãn nên đăng ký rất nhiều khóa học, cũng đổi loại thức ăn chó nhiều lần. Thậm chí là một số cách dân gia tôi cũng đã từng thử. Nhưng mà thật ra điều mà con chó cần nhất chính là tôi. Cậu nhớ lại khoảnh khắc mà nó vui nhất là lúc nào? Thật ra bà nói cũng đúng. Từ lúc đón nó về tới giờ, lúc nào tôi cũng chỉ biết cho nó vật chất tốt nhất mà không dành nhiều thời gian cho nó. Lucas, mình đi công viên chơi nha. Vậy thì tốt rồi.
Ý, Công Diệp, sao sớm vậy không dắt chó đi dạo hả? Không cần nữa, tôi trả lại con chó cho chú Dài rồi. Sao trả lại nhanh dữ vậy? Nhà chú Dài hoàn thành sớm dự định nên đón con chó về thôi. Vậy chắc lạnh nhớ nó lắm ha? Thì cũng hơi hơi. Thực ra nhà của chú Dài rộng hơn, con chó có nhiều không gian hoạt động hơn, vậy sẽ vui vẻ hơn. Công Diệp ơi, cứu tôi với. Sao vậy, con chó có chuyện gì hả? Không biết tại sao hôm qua nó nổi điên lên, cắn nát hết dép ở trong nhà. Nó chui về đống phân của mình á, giống như muốn ăn phân của mình vậy đó. Wow, nó bị ngứa răng hả? Hả? Chắc chắn loại hạt mà nó ăn lại không vừa ý. Vậy tôi phải làm sao giờ? Con chó chưa thích nghi với hoàn cảnh mới, có lẽ do vậy nên mới cắn đồ trong nhà. Còn vấn đề chui vô đống phân đó là do nó hiếu kỳ mà thôi. Chú cứ để cho nó ăn vài lần, nó thấy không ngon sẽ không ăn nữa. Thật vậy hả? Ở đây chỉ có tôi tiếp xúc nó nhiều nhất, chỉ có tôi hiểu Lucas nhất thôi. Ở bình thường cậu dắt nó đi dạo, khi gặp cái đẹp ngoài đường nó có sủa bậy hay không vậy? Vậy thì không có, nó có sủa tôi và Mary Hùng, nhưng mà tôi nghĩ chắc nó hơi căng thôi. Lần nào tôi dẫn nó ra đường cũng vậy hết trơn à, là tôi ngại muốn chết đi hả? Cậu thấy tôi có nên cho nó học lớp huấn luyện hành vi chó để nó học hỏi không? Thực ra không cần phải tốn tiền cho nó đi học cái gì hết. Quan trọng nhất là chú phải dành nhiều thời gian cho nó, tìm hiểu coi nó muốn cái gì. Ừ, cảm ơn nhiều ha. Chào mọi người. Lại có vật thất lạc để mọi người đấu thầu nữa đi. Mọi người ủng hộ nhiệt tình nha. Cái gì nữa vậy? Lại nữa hả? Xem thử. Rùa Brazil. Không lẽ là rùa Brazil làm bảo vệ hay sao? Đương nhiên là không rồi. Lần này thật sự là vật thất lạc chờ người nhận. Không biết ai đã quên ở Quy Long Plaza 3 tháng rồi vẫn chưa tới nhận đó. Tôi thích nuôi rùa lắm đó. Trời ơi Andy à, anh đừng có mà làm hại sinh linh nhỏ bé nữa. Gì chứ, nhà tôi cũng có đang nuôi một con mà. Mười mấy năm nay cũng còn sống nên muốn nuôi thêm một con bầu bạn với nó. Con này thích hợp lắm. Anh mau tới nhận nuôi đi. Còn bây giờ chúng tôi không muốn có sự tồn tại của mấy con vật nữa đâu. Mary Hùng à. Hả? Em nghĩ Andy có thật sự không làm chết con rùa đó hay không hả? Làm gì chứ? Anh lại muốn dành với Andy hả?